Tới đầu giờ chiều nay, giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai mới chính thức được giải tỏa sau nhiều giờ bị ùn tắc kéo dài vì một chiếc xe đầu kéo chở hàng chục ống nước bằng sắt rơi xuống đường. Nhiều người chứng kiến cho biết khi đến địa bàn dốc Mẹ Bồng Con thuộc thành phố Long Khánh, số ống nước bị đứt dây ràng buộc khiến cho hàng chục ống nước đổ xuống đường. Rất may thời điểm này có nhiều phương tiện chạy gần đó nhưng không có ai bị vạ lây. Nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông Suối Tre và xe cẩu có mặt xử lý hiện trường. Do các ống nước lan ra nhiều vị trí khác nhau trên quốc lộ 1 khiến cho việc xử lý sự cố gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh hưởng vụ việc đã khiến cho giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc nhiều km. Một số phương tiện phải đi ngược chiều để rẽ vào các đường nhỏ.